Bây giờ kia xe lại gần nhé. Cái này không ra hả? Cái này đầy đủ. Đầy đủ. 25.000 thôi, đâu rồi, thôi tiền đâu rồi. Nồi cháo lòng nhìn rất là đơn giản nhưng giá rẻ, đồ ăn chất lượng ngon. Đấy, khách rất là đông. Nó có chiếc bánh thôi. 6:30 dọn ra. Khoảng 7 mấy là hết. Dạ. Liên tục. Như nào mà vắng vậy? Chú hay ăn cháo lòng đây không? Trời, nhà tưởng đi ăn rồi. Chứ ngày ăn ngày nghỉ. Ngày ăn ngày nghỉ, dạ. Ăn rẻ luôn. Con đợi chú xíu nha. Phần có bà phải không? Rồi, phần không phèo rồi. Của con có giá không? Giá. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090-140-9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng, dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn. Sáng hôm nay bây giờ là 6:30 sáng nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Tôn Đản nhé. Lâu lắm rồi mình cũng mới qua bên này quay một số cái món ăn đường phố chia sẻ gửi đến quý vị các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi thưởng thức một cái quán cháo lòng rất là nổi tiếng ở trên con đường Đoàn Văn Bơ chứ. Mình nhầm là đường Đoàn Văn Bơ nha các bạn. Mới sáng ra ngủ dậy chưa tỉnh. Đây là đường Đoàn Văn Bơ nhé. Ở đây là số 635 đường Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 4 nha các bạn. Đó, đây là cái quán cháo lòng rất là nổi tiếng luôn. Bây giờ là khách đang xếp hàng mua luôn các bạn. Quán cháo lòng này của cô bán là mấy chục năm rồi. Mình đã từng ăn cách đây cũng gần 3 năm trước các bạn. Gần 3 năm trước, hôm nay mình quay lại thì cập nhật thêm một số hình ảnh để chia sẻ lại với quý vị các bạn nhé. Ở bên này thì có rất là nhiều món, bên này có chị bán xôi gì này, bán hủ tiếu này, đó. Rồi bên kia có, nói chung là bên này có cơm tấm. Ngay khúc này là rất là nhiều món ăn ngon các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cô bán cháo lòng ở đây nhé. Khách đang rất là đông các bạn nhé. Rồi, trước khi mọi người thưởng thức cháo lòng thì đừng quên nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Kiên nhé. Mỗi lần Kiên ra video mới thì quý vị là người nhận được sớm nhất. Đây, cái quán cháo lòng của chúng ta bây giờ đang khách rất là đông các bạn, xếp hàng mua luôn nè. Đó. Bây giờ kia xe lại gần nhé. Dạo này là cô có cái tủ đẹp này. Đó. Mới sắm cái tủ này. 7,5 triệu. Dạ. Ngày xưa không có tủ mà giờ có tủ nhìn nó đẹp rồi ha, chuyên nghiệp rồi ha. Trong cơ sở cô em đâu là bạn không vệ sinh đó. Dạ. Bán lát nữa lại đây. Nhà mình vẫn bán đều đúng không anh? À. Cháu ơi, cái này 25 như sao? 25 nha, 4 bịch 25 hết đi nha. Để tính đi. Rồi giờ muốn quên đó. 4 bịch 25 hết đi, giờ bịch sau tính. Lấy bịch sau không, lấy nào nha. Bịch sau không, bịch không á, bịch không á. Không lấy mồi. Để bắt đầu làm bán là 5 giờ anh nhỉ? À, có đó em mới dọn ngày 7 giờ. À 7 giờ bắt đầu mới bán. Bán hết được thời. Có bỏ gì không? Có đem. Không. Một tuần không nghỉ ngày nào anh ha? Có nghỉ dầm em. À dầm mùng 1 là nghỉ. Mùng 1. Mấy ngày đó sát sanh không được. Dạ. Tại vì bỏ mua heo về bỏ mổ. À. Anh là vẫn vui tính như ngày xưa. Là phong độ hơn ngày xưa đấy. Thấy là anh là phong độ hơn ngày xưa. Quay lại lên bạn đi, bắt đầu đi xếp hàng dài. Rồi, chống mình làm điểm tô làm hết nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái tô nè. Đó, đây cái nồi cháo này các bạn này. Đó, chú đang múc lên đó. Nồi cháo thần thánh của cô này. Sáng nào cũng không xếp hàng. Không có sáng nào là đây không đông hết các bạn. Rồi, ok, cuốn họng thêm, anh biết rồi. Cái này cuốn họng tim. Con chào cô. Chống 25 luôn. Rồi. Lâu lắm mới gặp cô khỏe không cô? Khỏe không? Cuốn họng tim 25 luôn. Đây ngồi đây xem cô bán luôn này. Của em 125 là mập. Ngày xưa là cô chưa có tủ là cô để ra ngoài luôn bàn luôn các bạn. Bây giờ là có tủ là sắt chất lên tủ. Sợ con quýt nó bay vô đậu vô. Bây giờ hết rồi. Ôi, chào Duyên luôn. Đó, đây kìa.
Ở khu phố này hơi bị vui luôn đó, rất là nhiều món ăn ngon các bạn. Ở bên kia có các chị đang sắp thịt này, nó đậu sắp thịt cầm tấm hay sao á, nước mắm luôn đây để buổi trưa bán cầm tấm hay sao. Chị đang sắp thịt heo á. Cái này là có quán hủ tiếu này. Quay ở đây nè. Con về với con này. Dạ. Bên kia là có hủ tiếu. Cái khu phố này rất là vui luôn. Nồi cháo của cô đã lên đời rồi, lên đời sắm thêm tủ rồi. Ngày xưa là cô để một cái mâm á, cái mâm đồ ăn các bạn. Ở đây ăn với kèm với quẩy này, có bánh quẩy nha các bạn. Cái này có chanh ớt. Chanh rồi, ớt đậu hành, tao lấy đậu hành cho em bỏ đi luôn. Hành lá, đậu hành. Đây. Rồi, vô qua đây. Đây có nước mắm này. Nước mắm ớt này các bạn này. Mai quay vào nữa nha. Ở đây là cô bán ở số 635 Đoàn Văn Bơ, phường 14, phường 18, quận 4. Chồng có con, bà lọ. Biết luôn nha, bà lọ. Mai quay lại hả, cho em ưu tiên nha. Không có đâu, đợi luôn á, đợi hàng xếp hàng đàng hoàng nó dễ nha. À. Quay mặt ông hôm nay cắt bánh kìa, quay mặt chú con đường lấy gan. Rồi ngồi đi cô. Bán 8 giờ là hết. Bán này bán có tiếng à. Này đến sớm đến chế là hết. Cháu lòng của cô là bán có tiếng là hết à. Đây cái của áo vàng nè. Rồi của anh nè. Ngon khỏe, no. Dạ, ngon rẻ và no chú ha. Bữa bữa kia cho luôn anh đâu nó luôn. Ngon rẻ đúng không? Dạ. Dạ. 20.000 tô mà ăn no luôn. No luôn. Dạ. Có bánh rồi luôn. Bánh rồi đầy đủ hết 20.000 tô. Nó không ăn thử tô biết về. Em ăn rồi. Ăn rồi không? Ăn đây rồi. Ba ăn xong gì không? Dạ ăn xong bị ghiền. Hai không? Không có đây nè, 1 2 3. Rồi bỏ qua ba này nè. Không có lấy giá nha. Đây vào đây xem cô sắp thịt thì các bạn. Đó. Con giá hành đầy đủ rồi. Cái gì cái chung hay không? Cái gì cái chung. Cô là còn hai xô này nữa này là múc ra này, ba xô nữa cứ vơi nồi là cô lại chốc múc ra. Rồi, thứ hai đây hai xô nữa. Cái xô này của anh nè, thơm quá, đứng gần tủ thịt thơm quá các bạn. Nhất là cái dồi chiên đấy, dồi chiên của cô là rất là nhiều khách thích cái món dồi chiên. Để anh múc đi. Đâu này có ai? Đâu không gian bên kia có bánh. Đó, con là bánh mà chơi cái bánh. Đó, rồi. Đó, rồi dưới là có huyết. Cá bơm cho trời dùng cho nó. Đầu hành, ở đây là có cái nóc họng các bạn. Ăn nó giòn thật thật ngon. Không gian nè. Rồi, cái này cho anh em. Nhiều rồi. 20 rồi con. Bánh không? Đây, bánh này con. À, 80 rồi đây. Tô đầy đủ về có 20 các bạn. Qua bưng cho mọi người. Tô nào 20 hết hả cô? 20 hết bán bình dân. À, ai ăn thêm thì kêu thôi, còn tô nào 20. Rồi dòi theo lưỡi. Cái tô 20 các bạn này. Vừa rẻ vừa ngon. Còn gái ăn gì? Quý vị các bạn thấy là các cô các chú các anh xếp hàng mua là rất là vui luôn. Buổi sáng ở Sài Gòn, không khí ở buổi sáng ở Sài Gòn, mọi người ngồi ăn cháo rất là vui vẻ. Trai ăn cái gì trai ơi? Đầy đủ luôn. Cứ quay qua đây nha. Rồi thấy rồi, ông già mấy bệnh vậy ông già? Có thứ hai già anh ơi.
Gái luôn, gái đầy đủ hết, đầy đủ hết, cho ông Duyên hết nha em. Dễ rồi, gái nhỏ. Em hai bịch, một bịch đầy đầy đủ, một bịch mất nữ của ông. Rồi, gói 20 rồi gói. Đầy đủ luôn hả? Hả? Rồi, rồi, cháu Duyên, cháu Duyên không? Không, cháu Duyên luôn. Của tôi hai bịch là Bằng cái này của ai? Đầy đủ hết. Chú anh xong chú anh múc hộ cô nữa. Đưa lên nữa. Cái này không gạt hả? Cái này đầy đủ. Đầy đủ. 25 ngàn thôi, đâu rồi, thôi tiền đâu rồi. Đâu rồi. Đó rồi. Đó rồi. Đó rồi. Đúng rồi, mắm nè. Ờ, đúng rồi, mắm cũng được. Rồi, hai cái bịch này, cái này của ai đây? Cái này bịch uống họng với chị. Một bịch thì cũng hồng xong. Bịch cũng hồng không đi. Đó, bịch gì nữa? Con bịch thì cũng hồng với trời. Nhưng mà hả? 50 nha, làm bịch 25. Bịch 25. Rồi. Bịch cũng hồng, bịch cũng hồng rồi. Cái rõ ràng luôn. Rồi. Làm giùm nha chị. Một bịch cũng hồng với trời. Chứ bịch cũng hồng với trời không hả? Đáp chung, đáp chung luôn. Đáp chung luôn. Không, một bịch thì hồng không. Còn một bịch thì trời với cũng hồng. Rồi, rồi. Rồi là ba mấy tuổi xương đầu về luôn. Bả ba mấy cái năm mình bà không là mấy không. Năm bột, năm bột cháu về cho biến. Ủa em dạo mình sao nghỉ bán nữa không em? Gì? Dạo mình sao nghỉ bán nữa? Nghỉ 4 ngày. Rồi có ai vậy? Giáo dời số U, giáo dời số Bảo. Có biết là không ăn gian rồi mày. Bên này có hai anh phụ bán nè. Đó. Hai bên kia là cắt quẩy. Quá, bên này anh bỏ gọi là chú ơi của chú rồi bỏ hành bỏ giá rồi bỏ ớt vào trong bịch nóng bịch mang về thu tiền luôn, nhiệm vụ thu tiền luôn. Nè 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 số U đây của chú nè. Hai anh này rất là vui tính, mỗi lần mình đến là anh gọi là nói chuyện rất là vui tính. Đây này của ai vậy? Đây nè, mày giảm gì vậy? Một bịch mày ăn phải không? Một bịch chở ăn hoài. Nồi cháo lòng nhìn rất là đơn giản nhưng giá rẻ, đồ ăn chất lượng ngon. Đấy, khách rất là đông. Nó có chiếc bánh thôi. Nè, cái thị chợ nè. Nồi chợ. Sao mà giống cái chỗ bánh mì có thẻ hả? Bánh mì gì vậy? Tôm chiên hả? Có đâu? Dạ. Mua bán. Mà cách đâu là tại chưa? Dạ. À. Con ăn rồi. Ở đây là một tiếng là hết rồi, không cần thẻ nữa. Dạ. Dạ. Chú hay ăn đêm chú? 6:30 giờ ông ra. Dạ. Không phải như mấy mấy là hết. Dạ. Liên tục. À. Như nào mà vắng nữa. Thứ ba cái số cũng quen rồi. Chú hay ăn cháo lòng đây không? Rồi, nhà tưởng đi ăn rồi. Cứ ngày ăn ngày nghỉ. Ngày ăn ngày nghỉ, dạ. Ăn rẻ luôn. 20k mà đồ ăn chất lượng chứ hả? Thêm bánh làm gì vậy? Bây giờ mà tầm 20k mà đi kiếm gian cũng khó. Dạ. Ừ. Dạ. 20.000 giờ mua được hộp xôi. Dạ. Cháo cũng ngon. Dạ. Đầy đủ á. Dạ, con cảm ơn chú. Ở cái khu này nhiều món ăn lắm mà. Ở khu này á. Nhưng mà đây người ta thích cháo nhiều hơn. Ừ. Cháo sáng ăn nhẹ bụng. Dạ. Thích ăn cháo nhiều hơn hả?
Ngày nào con đi cũng thấy là khách bay kín luôn. Dạ, 8 giờ là hết rồi. Rồi đặt đi. Liên tục. Rồi tập tắp đi, đảo trước đi. Em hai bệnh không? Anh nói đây ra 30 vô. Rồi. Rồi nấu máy luôn nè. Đợi. Đây cái dồi chiên là nhà cô là khách thích. Nhà cô bán là chính xác là bao nhiêu năm cô nhỉ? Tôi tính là tôi cũng cảm 32 năm. Chính xác là 32 năm. Ủa? Ở 30 hay 30 cha? 30 cũng được, 30 cũng được. Rồi. Rồi đỡ đi lóc cháu. Đỡ đi lóc cháu. Rồi. Bên này cháu mắc nè 20. Ai đâu? Đây. Rồi. Cháu mắc đâu có lộn xộn vậy? Mắt không. Mấy anh xếp hàng của vầy kín cái tủ cháo, cái nồi cháo luôn. Ông bà cháo khỏe. Nói lên em làm lẹ lẹ. Rồi em trai ngoài mấy bệnh. Đừng nói đầy đủ. Ai học của ai? Rồi, coi nè. Nói đầy đủ hả? Dạ. Thơm quá, cháo của cô nấu rất thơm. Thì những cái nồi cháo là thấy là muốn ăn ngay một tô rồi. Rồi một bữa đúng rồi chứ. Ăn cháo. Lâu lắm mới xuống ha. Dạ, em đi chơi. Hai rồi, hai tiền luôn, hai tiền luôn cháu. Đây nhai hộp của gái nè. Cao quá mà. Cái này sáng cô phải dậy mấy giờ chuẩn bị cô? Sáng cô dậy mấy giờ chuẩn bị? 3 giờ. À, 3 giờ sáng là dậy chuẩn bị. Rồi này làm lâu nhỉ? Là rất chiều. Chiều à? Khuya làm đâu kịp. Dạ. Rồi là làm chiều hôm qua. Rồi hai bịch này của ai anh? Rồi lưỡi hai bịch. 50 cái 4 gạch đây. Ăn 20 bạn không? Ăn 20 à. Mày mày mình 20 không? Bánh này đủ không? Rồi 4 cái. Đóng chung luôn ha. Đóng chung luôn. Anh ngồi đợi em xíu nha. Rồi lưỡi hai bịch của nó nè. Đây nhà thì nhà chị bán bánh mì thịt từ thiện ha. À. Cái này đang chuẩn bị chờ đồ trước thôi đúng không chị? Đang chuẩn bị đồ trước đúng chưa bán đúng không? À. Chuẩn bị đồ trước các bạn. Mấy chị ngồi chuẩn bị. Đây cái địa điểm bán cháo lòng của chúng ta các bạn thấy không? Cách xếp hàng từ bên này sang bên này luôn. Đó. Ở bên này là cơm hủ tiếu với lại xôi cũng rất là đông luôn các bạn. Đó. Nói chung là cái khu phố Đoàn Văn Bơ này buổi sáng rất là nhộn nhịp luôn. Món ăn thì món gì cũng có. Nhưng mà đặc biệt là cháo lòng ở đây là đông nhất. Mọi người thích ăn cháo lòng nhất. Nè, một tô cháo lòng nóng như này là ăn buổi sáng là quá tuyệt vời các bạn ha. Rồi, đại em trước đi. Thấy mấy cô chú anh chị ngồi ăn ngon quá. Đóng thèm rồi các bạn.
vẫn chưa gọi được. Bây giờ cái tủ đồ ăn của cô sắp vơi đấy. Cô mới dọn ra lúc 7 giờ các bạn, 7 giờ thôi. Bây giờ là 7 giờ 30, đây, bây giờ là 7 giờ. Còn cái ăn gì đấy thôi. Đầy đủ một bên. Trời ơi, đỡ đi. Rồi múc thịt rồi xong. Rồi tới hai người lại đi. Cậu nè. Gái này là đủ không con? Cắt lâu lắm chứ. Rồi chơi chơi 2 bịch. Bà Thanh ngồi chơi chơi xíu đi, chơi xíu đi con chơi cho bà. Một bịch, một bịch thêm mắt của cháu Vi này nè. Rồi. Rồi đầu tiên đó em là chặn một tổ luôn, một tổ luôn. Giáo đi thiền phải không? Dạy tranh thủ ha. Rồi tranh thủ cho cái này có ai anh ơi? Đại đủ hết. Làm cho bà Năm uống một anh ơi. Biết rồi, bây giờ là phải giải quyết hai người trước nè. Đó, đầu tiên thì anh sẽ đi thôi, đi riêng luôn. Đây tới này con trai vô. Đây tới luôn nè. Khách đông không kịp bán luôn, cô là không kịp trở tay luôn các bạn. Để lát nữa vây vơi thì mình sẽ gọi nhé. Bây giờ là đông quá. Bây giờ nhiều người đang đợi đó các bạn. Cái này của ai? Con Phương, dòi lưỡi, dòi lưỡi. Lấy tiền rồi. Mình đồ cháo không mắt. Đây, rồi chiên nhà cô này các bạn. Ăn đầy đủ không? Có lưỡi nè, rồi phèo, cuốn hồng, rồi chiên. Đây, rồi lưỡi của cô chị Phương nè. Rồi 20 em ơi. Cái hàng này là một bịch cháo mắt với một bịch cháo gì? Bịch cháo đầy đủ. Một bịch cháo bỏ cháo riêng mà. Hai bịch bỏ cháo riêng hả bà? Hai bịch bỏ cháo riêng luôn. Một bịch đầy đủ với bịch đầy đủ thêm mắt phải không? Rồi. Đó là 45 ngàn phải không? 45. Rồi anh ngoài kia một bịch có hết không em? Đâu, cái năm bịch ra cho em ra cho gì? Rồi. Cái đó đầy đủ nè, còn cái này sao mà thêm con mắt nè. Này hai bịch kia rồi. Đúng rồi, ông cháu xanh luôn đi. Bà cho ông vào đi, bóng kia. Mà giờ đi đủ quá, trộn đó. Sao thì nó vừa trong việc có mắt với lại nấu phòng trong đâu không trăm ngàn năm bịch đây cái này chiếc này nữa đầy đủ đó cho hai bịch không nè cho không có bỏ giá không bán bao nhiêu tiền bán 4 đồng hả cháu 4 đồng cái này là của Yến nè rồi được rồi 5 ngàn nè không có rồi Yến chơi đi đây nè. Đó 4 bịch mà 5. Bà Năm ơi sáng lên được bà Năm ơi. Bà Năm bịch bự ra bán được. Ủa trời, có liền đem ra đặt phút tay ra. Hỏi ra tay gì vậy? Rồi, mắt cô. Giá hành đầy đủ hả? 55 anh. Bớt cháo thôi nha. Để lại ra số 5 ngàn ở đây. Xíu quá thôi. Đâu nè anh ơi, chai anh cho em gửi chai. Đâu Dung nó về trước đi. Ngủ đi. Đó. Đấy. Ủa bà Năm bỏ cháo riêng hả? Dạ cháo riêng. Bỏ thì về xa lắm mà. Tám chục qua năm, 4 bịch phải không? 4 bịch. Rồi. Con cháu rồi. Nè anh ngủ nè. Chăm nuôi được. Chạy cho đây đây. Ăn không em? Cho quà nè mặt trước. Anh nó đưa tiền rồi. Thôi. Quà nè. Quà nè. Rồi có gì 2 bịch nè. Rồi gái mấy bịch cho con? 3 nè. Con đợi chú xíu nha.
Ủa con có giá không? Giá hành gừng đầy đủ không? Dạ. Đó, phần này không phèo ra. Chịu, mấy giờ ăn đi? 2 giờ. 2 giờ mới đi. 2 giờ mới đi làm. Đây quý vị các bạn kêu gọi một cái tô cháo 20.000 này các bạn ạ. Các bạn thấy là bên trên là có bánh quẩy ha, bên dưới này là thịt quá trời luôn. Mình ăn cái phần thập cẩm á, này có phèo này, phèo rồi có dồi chiên, có lưỡi, có huyết đó. Rồi lưỡi nhiều lắm, cô cho lưỡi nhiều. Đây, phèo bên dưới này. Đó. Cái này mình ăn ớt thì mình bỏ ớt vào nhé. Mình không ăn ớt thì mình không bỏ. Bên dưới là có giá, có hành. Đó. Rồi, một cái tô cháo 20 ngàn nó như vậy đấy các bạn. Rất là đông khách luôn. Sáng bây giờ là chỉ đợi phải chắc cũng phải tầm 30 phút mới được thưởng thức cái tô cháo này đấy, tại vì khách đông lắm. Bây giờ khách cũng đang vây kín luôn. Rồi mời quý vị các bạn ăn cháo nha. Đầu tiên là mình thưởng thức cái tô cháo, mình cảm nhận được cái mùi cái cháo này thì nó nói chung là nó không có được đặc, nói chung là nó cũng loãng loãng các bạn. Đó. Nhưng mà cũng không phải loãng loãng quá đâu, hơi loãng thôi. Nhưng mà được cái là nước cháo rất là ngọt thơm. Cháo ăn rất là đậm đà các bạn, thơm ngon, giá rẻ thơm ngon. Rồi bây giờ khách vẫn xếp hàng thì kín nồi cháo rồi các bạn ạ, có thấy nồi cháo rồi hết luôn. Đó, mời quý vị các bạn nhé. Ở đây ăn là ngồi cái ghế đầu thôi. Còn có nhiều người cô chú ăn mà bê lên tô cháo ngồi ghế ăn thôi, chứ không có bàn ghế gì hết, ăn gia chiến đó. Ăn theo kiểu gia chiến đó. Cháo hương vị rất là thơm ngon, dễ ăn. Cái đây bình đầy đủ. Chị ăn cho thử đi. Cái dồi chiên ở đây là ngon nhất các bạn. Huyết ăn rất là mềm, thơm, không có bị hôi nhé. Huyết này. Huyết ăn mềm, thơm á. Phèo nên là phèo. Phèo ăn thơm, nó béo. Cái này là dồi chiên. Chị ăn sao đem làm cho lẹ, không phải giả không? Mấy chồng mà thằng vô ăn được. Dồi chiên ăn nó bùi, nó không bùi, nó thơm mùi xả này, mùi tiêu. Ăn nó cay cay, the the, à, rất là thơm. Ăn bánh quẩy này nha. Bánh quẩy bỏ cháo ăn nó ngon lắm. Nó mềm mềm, bỏ miệng nó tan trong miệng. Nồi cháo bán trong vòng một tiếng là hết. Đúng rồi, rất là ngon.
Em bệnh em bỏng bệnh. Bỏng kìa bỏng bệnh em ơi. Cái dùi ngon ghê. Em thấy con á. Nó dồi đây rất là ngon, nó xuất sắc luôn. Nó thơm mà nó bị bùi và béo, dễ ăn. Rồi quý vị các bạn ơi, cái vừa mới thưởng thức xong một tô cháo ở đây nhá. Bây giờ cô bán bây giờ khoảng 8 giờ là hết rồi, mà khách vẫn đang còn là rất là đông luôn các bạn. Ăn tô cháo xong mà toát mồ hôi. Nói chung là cháo giá bình dân, rồi chiên rất là ngon, đồ ăn sạch sẽ chất lượng. Rồi rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Quý vị đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị có một ngày thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và đừng quên hãy đón xem video của Sài Gòn Travel mỗi ngày nhé.